Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tình, thịt máu hiến vinh vua uy linh. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca êm ái còn trầm hoa. Tình yêu mến không bờ bên, đoàn con lấy chi bào đền. Hiệp lòng xin dâng lên, tâm linh hồn trắng trong, sát son yêu Chúa nguồn diệu hiền. Quyết tâm theo bước người chúng kiên. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước tôn nhan Chúa đây, cảm tạ tri ân tình yêu của Chúa. Xin Chúa quan vòng biến đổi cuộc đời chúng con, và xin chúc phúc lành cho những nhu cầu chính đáng của chúng con, của anh chị em xa gần đang cậy nhờ chúng con khấn van lòng xót thương của Chúa. Nhất là xin Chúa ban ơn bình an, xin Chúa ban ơn hoán cải, ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Giờ đây xin hãy mở tâm trí chúng con, hầu chúng con có thể lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành suối bên bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn. Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dẫn đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy có một người bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môi-sen để chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Theo luật cựu ước, người phong cùi không được sống chung với mọi người trong làng, không được tham dự các nghi thức tế tự. Họ phải sống ở ngoài làng, đi đến đâu thì phải la lên: "Cùi đây!" để người ta biết mà tránh. Người phong cùi không chỉ đau khổ về thể lý mà cả về tâm lý và xã hội. Chính vì thế, sau khi chữa lành cho người bệnh, Chúa Giêsu bảo anh đi trình diện với tư tế để được nhìn nhận và được hòa nhập đời sống chung. Trong đời sống chung ở gia đình cũng như giáo xứ, nếu vì kiêu căng, ích kỷ mà chúng ta loại trừ nhau, thì chúng ta đã biến người khác thành kẻ phong cùi. Chắc chắn đó không phải là điều Chúa muốn. Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con nên những khí cụ bình an của Chúa, để chúng con nối kết yêu thương, hiệp nhất trong gia đình cũng như trong giáo xứ, để tin mừng yêu thương của Chúa được gieo vãi khắp nơi. Amen.
Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu là bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Tri Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Tri Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Tri Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha,
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn
tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mà dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đấng Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 75. Ngày thứ năm, cầu cho các linh mục và tu sĩ. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trên trời. Lạy Cha hằng hiếu, xin Cha ghé mắt xót thương đến các môn đồ đưa chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha,
vì tình yêu của trái tim con cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ. Xin cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ và hợp lời hát mừng lòng thương xót của cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiêng chung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chiến đường. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đan tròn. Nên nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao ban tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kêu đầu các dân tộc và hội thánh Chúa để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dầu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phước quyền uy danh gia, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiếng Chúa Thánh Linh nhân hậu cố tán dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tinh mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ. Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bi tinh kỳ diệu này, nên luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn hợp ý cầu cho linh hồn Maria theo như nguyện xin. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ nhưng kêu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rồi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán hứa con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đời Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người đơn nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bày hãy xin thì bày sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liền. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách hát trang 43. Linh mục hình bóng Chúa trong kiếm người tham dự vào trước thánh con Chúa Trời. Linh mục là mối ước cõi chân ai, là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần. Xin cho người tình mến không bao giờ lìm tắt. Xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thánh của Chúa không bao giờ người thánh hiến bao lễ vật trung thành làm chứng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong ba dù phũ phàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời. Xin cho người tình mến không bao giờ lìm tắt. Xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thánh của Chúa không bao giờ tàn hoa, dung nhan người đua sáng tâm.
tâm linh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.